Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh của Kajaki. Thời gian vừa qua thì shop chân thành cảm ơn cả nhà rất là nhiều bởi vì đã ủng hộ cái dòng máy rửa xe pin này của Kajaki. Và cái dòng máy này hiện tại đang được anh em ủng hộ rất là nhiều và cho cái đánh giá rất là tốt về con máy này nha. Trong cái quá trình em bán á, thì anh em nói là làm cái video hướng dẫn anh em lắp con máy khi mà nhận máy á. Thì hôm nay trong cái video này á, thì em sẽ hỗ trợ cho anh em mình cách lắp đặt con máy sau khi mà anh em mình nhận máy xong nha. Rồi rất là dễ nha cả nhà. Khi mà nhận máy á, thì cả nhà sẽ nhận được một cái thùng máy như thế này. Bên trong thì bao gồm một con máy và tất cả những cái phụ kiện đi kèm của máy nha. Phụ kiện thì hôm bữa em có giới thiệu qua rồi ha. Một số anh em chưa biết thì bây giờ em sẽ giới thiệu lại cho cả nhà cái phụ kiện của máy. Thì phụ kiện rất là nhiều nha cả nhà. Trước tiên thì chúng ta sẽ có một cái dây hút nước này. Dây này là dài 5 mét nha. Tặng kèm cho anh em mình một cái xô đựng nước. Rất là tiện luôn anh em. Có một cái túi này là túi vải thì mình sẽ đựng tất cả những cái phụ kiện cũng như là con máy ở trong cái túi này nha. Rất là đầy đủ luôn cả nhà. Có phiếu bảo hành cũng như là hướng dẫn sử dụng của con máy nha. Rồi tiếp theo là cái thân máy này, thân máy đó, thân máy của chúng ta. Và tiếp theo là quả pin nha. Một cái bộ này cả nhà lưu ý giúp em một điểm á, là cái bộ KZ250W con máy rửa xe pin của Kajaki á thì nó chỉ có một pin thôi nha, có một quả pin như thế này. Dung lượng của nó là 4000 mAh đó, và loại 10 cell một quả pin này đó. Một cái sạc nhanh nhé, sạc này là sạc đế dạng sạc nhanh. Rồi tiếp theo là một cái đầu xịt với 6 cái kiểu xịt khác nhau, một cái cây cần nối dài, một cái đầu xịt với là một cái cây gốc. Cây gốc này á, thì anh em có thể dùng để xịt gầm xe hay là những cái ngóc ngách ở trong cái chỗ mà anh em cần xịt. Rồi tiếp theo là cái bình tạo bọt tuyết này. Rồi cái lọc rác này. Cái này là cái khóa để mình lắp vào cái vòi nước ở nhà nhé. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có ba cái khớp nối nhanh. Cái khớp nối nhanh này thì mình có thể là nối vào máy hay là nối vào cái ống nước của mình nhé cả nhà. Trên đây là tất cả những cái phụ kiện của con máy rửa xe pin Kayaki. Rất là đầy đủ nhé cả nhà. Đây là một cái bộ máy phải nói là anh em đánh giá rất là cao về cái chất lượng của con máy cũng như là những cái phụ kiện đi kèm, phải nói là rất là tiện nhé. Và con máy này á thì anh em mua về để anh em sử dụng cho các công việc như là rửa ô tô, rửa xe máy, xịt rửa sân vườn, và điểm đặc biệt nữa là anh em dùng để tưới cây nhé. Tưới cây anh em tưới cây rất là nhiều, tưới cây cảnh anh em, rồi là tưới rau, tưới đồ, rất là nhiều công dụng nha cả nhà. Và tưới rau thì anh em còn xịt cả thuốc sâu nữa đó. Anh em hỏi là có xịt được thuốc sâu hay không? Được nha anh em cứ yên tâm sử dụng. Và bây giờ vào cái phần chính của video này, đó chính là hướng dẫn anh em lắp đặt khi mà anh em nhận máy nha. Rồi trước tiên thì chúng ta sẽ lấy cái dây ra. Cái dây này là 5 mét nha. Ở trong này nó có ba cái khớp nối. Ba cái khớp nối nha. Thì có hai cái khớp nối là dành cho cái dây này, còn một cái khớp to hơn thì nó sẽ dành cho cái loại dây có cái tiết diện nó to hơn nha. Bây giờ thì em sẽ lấy một cái khớp nối để gắn vào trước. Đó, một đầu của dây á, thì anh em gắn vào cái khớp nối này. Thường á, thì em sẽ lắp sẵn cho anh em mình luôn. Để khi mà anh em nhận máy thì anh em test máy luôn, tránh trường hợp là shipper phải chờ lâu. Đó, em thường là gắn trước cho anh em mình nha. Rồi, gắn xong á, thì anh em gắn vào máy thôi. Đó, nhớ đẩy chắc vào nha. Rồi, cái đầu còn lại á, thì anh em gắn vào cái lọc rác này. Anh em lưu ý là em thường gắn trước như thế này nha. Em thường gắn trước cái bộ dây như thế này để khi mà nhận máy xong thì anh em test máy luôn. Như vậy là mình gắn xong cái dây nha. Rồi tiếp theo gắn cái đầu này vào. Cái đầu xịt, nếu như anh em cần xịt nhiều chế độ á thì em gắn cái đầu 6 cái chế độ này vào giúp em. Đó, gắn vào xoay một cái là nó chắc nha. Rồi. Còn nếu như muốn rửa xe thì mình có thể gắn cái đầu này vào. Gắn vào cái khớp nối dài này nữa nha. Đây, gắn vào đây. Đó, sau là gắn vào máy nha. Đó, như vậy thôi anh em. Rất là dễ nha. Còn bình tạo bọt tuyết đúng không? Bình tạo bọt tuyết thì anh em gắn vào đây giúp em này. Đổ cái dung dịch rửa xe vào đây. Sau đó thì anh em xịt thôi. Rất là dễ nha anh em. Rồi tiếp theo cái gốc này cũng rất là khó lắp này. Nhiều anh em không có biết lắp như thế nào thì anh em xem em nha. Cái gốc á, thì anh em gắn vào đây. Đó, cũng xoay giống như hai cái trước đó. Rồi gắn cái đầu xịt này vào.
Đó, rất là tiện nha anh em, rất là dễ luôn. Anh em nào chưa biết gắn thì anh em cứ xem video này của em là sẽ gắn được nha. Đó, cơ bản là như vậy thôi nha anh em, rất là dễ lắp đặt luôn. Con máy này nếu mà anh em xem qua một lần á thì anh em sẽ biết cách lắp đặt con máy ha. Rồi một cái lưu ý mà khi anh em xịt với cái đầu xịt 6 kiểu xịt này, thì anh em lưu ý á, là khi mà mình gắn vào này, khi mà nó đang xịt á, là anh em không có được điều chỉnh ở đây, mà anh em phải nhả cò ra rồi anh em mới điều chỉnh cái tia xịt nhé. Chứ còn nếu mà anh em vừa xịt vừa điều chỉnh á, là cái nước nó sẽ bị bắn ra lung tung đó. Cho nên anh em nhớ là khi mà điều chỉnh cái tia xịt á, thì anh em phải dừng lại, không có bóp cò nữa. Đó là một lưu ý nhỏ nha. Rồi từ nãy giờ thì em đã giới thiệu sơ qua về cái cách lắp đặt con máy này cho một số anh em chưa biết ha. Và nếu như anh em nào có câu hỏi nào về dòng máy rửa xe pin này nữa thì cứ bình luận bên dưới, em sẽ hỗ trợ cho anh em mình nhé. Và để nói lại cho cả nhà biết cái mức giá của máy rửa xe pin này, hiện tại mức giá của nó là 750 ngàn cho một bộ như thế này, rất là rẻ nha cả nhà, rất là ưu đãi cho cả nhà luôn. 750 ngàn miễn phí vận chuyển về tới tận nhà, được kiểm tra, được test máy trước khi thanh toán. Đó là những cái ưu đãi, những cái đặc quyền mà anh em mua trên kênh của em nha. Và cái bộ này á, thì em đã bán rất là nhiều rồi và chất lượng rất là ok. Anh em nào quan tâm đến dòng máy rửa xe pin này để vệ sinh nhà cửa, để rửa xe máy, rửa ô tô hay là tưới cây, tưới lan, tưới hoa thì mình có thể sử dụng bộ này nhé. Nhắc lại với anh em mức giá chỉ có 750 ngàn và miễn phí vận chuyển. Anh em nào quan tâm thì có thể là gọi điện theo hotline trên màn hình để em có thể hỗ trợ cho anh em đặt hàng nhé. Và nếu như anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì có thể là để lại cho em một lượt like cũng như là một lượt follow kênh. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều và hẹn gặp lại cả nhà trong các video tiếp theo.